Nếu các bạn muốn mua cho mình một em mang cao đẹp hoặc mua các dịch vụ FC, BB uy tín, chất lượng với giá cả phải chăng, hãy liên hệ ngay với anh Trần Hoàng Việt. Số điện thoại liên lạc và link Facebook mình để ngay ở phần mô tả bên dưới video nhé. Xin chào các anh em đã đến với KD Channel review cầu thủ FIFA Online 4. Và ngày hôm nay sẽ là tiền đạo người Anh Harry Kane mùa giải 21 Totti. Đây hiện tại là mùa giải chạy nhanh nhất của Kane, nhưng nếu so với mặt bằng chung thì cũng chỉ ở mức độ khá, khi anh sở hữu chỉ số tăng tốc và tốc độ cùng là 97. Nhìn chung thì Kane không mạnh trong những pha đua tốc độ, nhất là ở những cự ly dài, khi anh thường sẽ bị các hậu vệ đuổi kịp. Nếu có khoảng trống trước mặt thì các anh em nên thực hiện những pha đẩy bóng dài để có thể cải thiện đôi chút tốc độ cho Kane. Harry Kane tranh chấp cũng khá tốt, anh tương đối khỏe và lì đòn. Những pha che chắn bóng của anh cảm giác khá chắc chắn. Kane cũng không ngại trong các tình huống tranh chấp 5 năm, nhưng anh vẫn chưa thể bì lại với những con hàng nổi tiếng châu bò ở trong game. Kane xoay sở khá cứng, việc bẻ hướng di chuyển cũng chưa được nhanh và mềm mại. Bên cạnh là 3 sao kỹ thuật nên cũng hạn chế khá nhiều khả năng đi bóng của Kane, nhất là trong những tình huống đòi hỏi anh phải xử lý phức tạp. Trong những tình huống sút xa, những cú sút bằng chân phải của Kane mang đến độ sát thương cao hơn khi so với chân trái 4 sao của anh. Bên cạnh đó, mỗi khi anh đang ở gần khu vực 16m50, Kane cũng rất chịu khó xâm nhập vào vòng cấm đối phương. Và ở trong vòng cấm thì anh sút tốt bằng cả hai chân. Khả năng sút D, DD hay ZD của Kane đều rất tốt, lực sút ổn định. Thế nên, tùy vào từng trường hợp cụ thể mà các anh em sử dụng hợp lý là tỷ lệ bàn thắng tới khá cao. Khả năng không chiến của Kane nhìn chung là khá, đôi lúc anh vẫn bỏ lỡ một vài tình huống ngon ngang. Bên cạnh đó, mình cảm thấy khả năng di chuyển, chọn vị trí của Kane để chờ những quả tạt từ đồng đội là chưa thật sự hay. Không chỉ đá ở vị trí ST, Harry Kane còn có thể chơi ở vị trí CAM, cho nên cũng thật dễ hiểu khi anh sở hữu khả năng chuyền bóng ấn tượng, cụ thể là chỉ số chuyền ngắn 105 và chuyền dài 104. Nhìn chung, Kane chuyền bóng kiến tạo cho đồng đội xung quanh mình khá tốt. Cho dù có xếp anh ở vị trí ST thì trong lúc thi đấu, Kane cũng di chuyển rất rộng. Có lúc anh lùi khá thấp, cũng có lúc Harry Kane dạt hẳn ra biên. Thế nên, việc có khả năng chuyền bóng và tạt bóng tốt cũng giúp ích khá nhiều cho đồng đội xung quanh anh. Tổng kết lại, Kane mùa giải 21 Totti có tốc độ ở mức khá, tranh chấp tương đối khỏe, xoay sở chưa nhanh và hơi cứng, dứt điểm tốt với lực sút ổn định, đánh đầu khá, khả năng chuyền bóng và tạt bóng khá tốt. Cũng như trong lúc thi đấu thì Kane di chuyển khá rộng và có phần hơi lùi thấp. Và trên đây là toàn bộ những cảm nhận của mình về Harry Kane mùa giải 21 Totti. Nếu thấy hay, hãy cho mình một like và nhớ bấm nút subscribe để đăng ký kênh ủng hộ mình. Cũng như đừng quên để lại ý kiến của các bạn ở phía bên dưới video nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở những video sau.